Bây giờ mình sẽ học cách khắc phục một số cái vấn đề lâu lâu mà chúng ta gặp phải trong quá trình làm phim, một số cái vấn đề phiền toái. Thì bây giờ mình sẽ thử kéo xuống dưới này, cầm cái trái cây này rê xuống bàn làm việc. Thì đây, một số bạn lại bảo sao rê cái hình trái cây xuống đây mà lại không thấy nó hiển thị lên trên này. Bởi vì là cái kim thời gian của mình nó đang nằm ở ngoài cái vùng hình ảnh. Bây giờ chúng ta phải cầm cái kim thời gian kéo và đặt vào đúng vào vị trí hình trái cây thì nó mới hiển thị lên trên này cho chúng ta. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, một số bạn trong khi thao tác quá nhanh hoặc là thao tác ẩu, thế là mình tắt tắt nhầm mất mấy cái tab này. Đây, cuối cùng còn lại có hai cái tab. Mất mất cái tab mà X4 với tab Transition rồi. Hoặc thậm chí nghiêm trọng hơn là tắt nhầm luôn cả cái này. Nó chỉ còn lại trông như thế này, không còn cái màn hình hiển thị nữa. Thì gặp cái trường hợp này chúng ta xử lý như thế nào? Đầu tiên, chúng ta vào cái chữ View, nhấn vào, sau đó chọn xuống cái dòng là Window Layout, rồi chúng mình chọn tiếp cái dòng đó là Default Layout, nhấn vào đây thì mặc định cái phần mềm nó sẽ reset lại cái trạng thái ban đầu. Bước tiếp theo là mình sẽ tắt các cái cửa sổ không cần thiết, ví dụ như cái cửa sổ này, tắt cái nút X này đi, và cái cửa sổ này tắt đi. Thì đấy, rồi còn một vấn đề nữa, đó là khi mà chúng ta tiến hành chèn một cái logo thì chúng ta thường phải vào đây để chúng ta zoom cái ảnh này, đúng không ạ, nhỏ lại. Thì trong quá trình mà cầm cái cửa sổ này này, cả cái cửa sổ lớn này này, chúng ta cầm, chúng ta kéo ngang qua ngang lại, rồi kéo lên, kéo sang bên này, nó ẩn vào trong này mất tiêu rồi. Thì bây giờ làm sao? Bây giờ mình nhấn vào trong này này thì nó cũng không hiện ra cho mình nữa, nó vẫn bị dính ở trong này. Bây giờ mình sẽ phải kéo cái này xuống bằng cách cầm vào 6 cái chấm dọc này này, cầm vào giữa 6 chấm này, giữ chuột trái, kéo xuống, kéo ngược nó xuống thì nó sẽ bật ra lại cái hình này. Và các bạn nên nhớ khi kéo cái cửa sổ này không nên kéo lên đây quá cao, mà chỉ kéo đến ngang ngang này thôi. Kéo cao quá thì nó sẽ tự ẩn vào đây hoặc ẩn vào nhiều nơi. Đây, nó ẩn vào chỗ mấy chỗ này thì rất là khó tìm. Đấy, các bạn lưu ý chỗ đấy, cầm vào 6 chấm giật nó xuống. Rồi rồi các bạn phải lưu ý là một số cái trường hợp các bạn điều khiển nó không như ý muốn thì các bạn phải bật cái video hướng dẫn lúc đầu á, các bạn nhìn xem là cách bố trí ở trên này nó có giống như trong phần mềm của bạn không. Ví dụ như có lỡ nhấn nhầm vào một cái nút nào đó hoặc là lỡ tắt cái chức năng của một nút đó thì các bạn phải nhấn lại cho nó đúng. Cái nút nào được nhấn thì nó sẽ có biểu hiện là ẩn xuống và có một cái viền đen bao quanh. Đây, những cái nút nào là chưa được nhấn này. Còn nút nào nhấn xuống nó trông như thế này. Đấy, các bạn cũng phải nhấn cho nó đúng. Rồi ạ.